Sự cố đột ngột trong giây lát. Em nằm đó, môi tím ngắt, lặng im. Một, hai, ba, vẫn lặng im, tím ngắt. Nhanh tay lên thêm ven thêm thuốc. Một, hai, ba, làm lại từ đầu. Cố lên em ơi, tim đã hồi. Nhanh hơn nữa, cố lên, em thở rồi. Tôi nhớ mãi là có một cái ca. Cái ca đấy là cái ca mổ đẻ nhá. Khi đưa lên bàn mổ, chưa kịp gây mê thì là bệnh nhân nôn ọc vào, sặc vào đường thở và bệnh nhân ngừng thở luôn, nó tím đen lại. Lúc bây giờ là rất là gay cấn và anh em thì là bắt đầu cấp cứu là lẽ ra là chuẩn bị mở khí quản. Bên này thì tôi đang mở khí quản, bên kia thì cái cô gây mê là tìm cái khí quản để mà đặt cái ống nội khí quản vào. Bên này tôi đã rạch ra rồi, sau đó là đặt được cái ống nội khí quản vào, cho oxy vào, thế là cô sống lại. Và nói là nó mừng, không có cái ngôn ngữ nào mà tả được, nó vỡ òa cái niềm vui. Sau đó là cứu được người mẹ và sau đấy là tiếp tục ca mổ và cứu được cả người con. Nên hôm ấy là về là tôi làm cái bài thở đấy em. Có một nghề tấm lòng sông mênh mông như biển cả, như sông trời mãi. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp hơn 40 năm làm nghề của thầy thuốc ưu tú Trương Thị Mầu, dân tộc Mường, quê ở thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Sinh năm 1958, trong một gia đình nông dân nghèo, đông con, còn nhiều hủ tục lạc hậu, điều kiện học hành vô cùng khó khăn. Nhưng bà Trương Thị Mầu đã vượt lên tất cả để trở thành nữ bác sĩ đầu tiên ở huyện vùng cao Bá Thước, là nữ bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa hiếm hoi của cả tỉnh Thanh Hóa những năm 80 của thế kỷ trước. Thế thì học hết lớp 7 thì ngày xưa thì mẹ bảo là thôi ở nhà đi làm nương với mẹ thôi, bởi vì năm đứa em nữa rất là khó. Nhưng tôi nghĩ là thực ra bản thân tôi rất là ham học. Nói chung là ban đầu thì cũng không nghĩ là mình sẽ đi ngành y. Đấy, bởi vì cái khái niệm lúc đấy là thực ra chỉ là một nghề thôi, làm sao để mình thoát khỏi nghèo của miền núi ban đầu vậy đó. Cô nữ sinh Trương Thị Mầu ngày đó đưa ra một quyết định rất quyết đoán khi theo đuổi ngành y. Bởi theo bà, đó là cách tốt nhất để chăm lo cho người thân trong gia đình và đồng bào trên quê hương mình, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, theo lời bác Hồ dạy. Dẫu rằng là không phải học phí, nhưng mà đi lại rồi tiền tàu, tiền xe, gần như là cả làng là góp cho tôi để tôi học. Học xong thì về cái đầu tiên là phải về quê. Từ bỏ tất cả những phúc lợi, cơ hội phát triển bản thân ở các bệnh viện lớn tuyến trên, đầu năm 1983, bà Trương Thị Mầu về nhận công tác tại Bệnh viện Bá Thước. Ngày đó, cơ sở vật chất và nhân lực của ngành y tế miền núi Thanh Hóa nói chung và Bá Thước nói riêng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Cả bệnh viện chỉ có 2 bác sĩ, thiếu trầm trọng người có năng lực phẫu thuật ngoại khoa và sản khoa. Nhiều người dân, nhất là phụ nữ, trẻ sơ sinh đã mất đi cơ hội sống do không được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ trẻ Trương Thị Mầu đã xung phong đi học bổ sung kiến thức cả 2 chuyên ngành này để về phục vụ nhân dân. Với phẩm chất y đức và tài năng, chỉ sau 5 năm công tác, bác sĩ Trương Thị Mầu đã được đề bạt phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bá Thước, 7 năm sau được bổ nhiệm là giám đốc bệnh viện, rồi giám đốc trung tâm y tế huyện Bá Thước, sau đó chuyển đổi thành Bệnh viện Đa khoa Bá Thước. 18 năm gánh vác trọng trách lớn nhất của ngành y tế một huyện nghèo, vô vàn áp lực đè nặng lên đôi vai của nữ giám đốc Trương Thị Mầu. Có 3 nhiệm vụ lớn mà bà phải giải quyết, đó là: thứ nhất, tăng cường cơ sở vật chất, vật tư y tế, thuốc men, hóa dược. Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhân lực ngành y từ tuyến huyện đến xã, thôn, bản. Thứ ba, làm tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực cho đồng bào về chăm sóc sức khỏe. Bằng tài năng, tâm huyết, sự kiên trì bền bỉ, bác sĩ Trương Thị Mầu đã từng bước tháo gỡ khó khăn, xây dựng thành công đội ngũ y tế đạt chuẩn từ thôn, bản cho đến huyện. Thì trong những năm bệnh viện còn rất là khó khăn, khi đấy đang là trung tâm y tế, bác sĩ Mầu cũng rất là quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là vấn đề động viên, chia những lúc khó khăn cũng đem lại nhiều cái hiệu quả, kết quả cho bệnh viện. Bác sĩ Mầu là có một cái tâm huyết rất là tốt đối với ngành. Bác rất quan tâm đến công tác cán bộ, từ vấn đề tuyển dụng, đào tạo,
và bồi dưỡng để có một đội ngũ cán bộ là đủ tài đức để phục vụ bệnh nhân. Áp lực đối với bác sĩ Mầu không chỉ từ phía chuyên môn, áp lực còn đến từ phía gia đình. 30 năm công tác rồi, tôi không có nghỉ Tết và cũng không nghỉ phép. Bởi vì không phải là mình anh hùng gì đâu mà chỉ nghĩ đến khi bà con đến mà không có ai cấp cứu thì nó sẽ gây những cái hậu quả khôn lường. Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Niềm vui và hạnh phúc rồi sẽ được đền đáp. Đối với những người thầy thuốc, niềm vui ấy là khi được chứng kiến những mảnh đời khổ đau, bệnh tật đã được những bàn tay thần kỳ cứu sống, mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình. Cách đây hơn 40 năm, người phụ nữ này là bệnh nhân đầu tiên được bác sĩ trẻ Trương Thị Mầu cứu chữa khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Cũng sau 40 năm, khi chúng tôi làm phóng sự này, bác sĩ Mầu mới tiết lộ danh tính của mình cho bệnh nhân và người nhà của họ, rằng bà chính là người bác sĩ trong đêm ấy đã vật lộn bên bàn mổ trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ khi mọi thiết bị vật tư thuốc men của bệnh viện ngày đó đều khó khăn, thiếu thốn. Và đây cũng chính là ca mổ đầu tiên của bác sĩ Mầu khi vừa ra trường về làm việc tại bệnh viện. Anh em trong họ hàng là bỏ vào cáng và cáng lên viện. Cáng lên viện thì cả mấy bác sĩ đến hội chuẩn thì người ta bảo là chịu không có sức nào mà mổ được nữa. Đó là mà lúc đó bác sĩ Mầu bảo là thôi coi đó là em xin mổ. Cả gia đình nhà bà lúc nào cũng nói là nếu mà không có bác sĩ Mầu quyết tâm là có khi là bà chết rồi. Sau khi nghỉ hưu, không chọn con đường nhàn hạ an hưởng, cảm thấy mình còn sức khỏe, trí tuệ còn minh mẫn, bà Trương Thị Mầu tiếp tục kêu gọi động viên các đồng nghiệp đã nghỉ hưu về thành lập phòng khám đa khoa Lương Điền. Bà con dân bản thường gọi với cái tên thân thương, dân dã là phòng khám bà Mầu. Từ năm 2013 đến nay, sau 10 năm thành lập với đầy đủ các thiết bị cơ bản, đội ngũ y bác sĩ gần 30 người, đã phục vụ cho gần 30.000 lượt bệnh nhân ở 8 xã xa trung tâm của hai huyện Bá Thước và Cẩm Thủy đến khám và chữa bệnh. Những y bác sĩ trẻ làm việc tại phòng khám luôn xem bác sĩ Mầu không chỉ như một thủ lĩnh mà còn là người thầy để học hỏi và phát triển bản thân, thực hiện 12 điều y đức và lời bác Hồ dạy, lương y như tử mẫu. Thì trong thời gian làm việc ở phòng khám ấy thì mình được học hỏi được rất là nhiều từ bác sĩ Mầu, từ ý chí này, từ công việc đấy, từ cách chăm sóc bệnh nhân, rồi là quan tâm bệnh nhân và chia sẻ cho các đồng nghiệp và kinh nghiệm mà làm việc với nhau. Hơn 40 năm cống hiến cho ngành y tế vùng cao, hàng ngàn bệnh nhân đã được cứu sống, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Bà Trương Thị Mầu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2010, được Nhà nước phong tặng thầy thuốc ưu tú và là chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc. Năm 2011, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2023, bà Trương Thị Mầu được tôn vinh là người có uy tín điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ làm người thầy thuốc tận tụy chữa bệnh cho nhân dân, bà Trương Thị Mầu còn dành tình yêu cho sáng tác thi ca và tham gia công tác bảo tồn, phát triển văn hóa văn nghệ dân gian ở quê hương mình. Hiện bà Mầu là hội viên Hội Dân tộc học và Nhân học huyện Bá Thước, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Riêng về sáng tác thơ, bà Trương Thị Mầu đã xuất bản được 5 tập. Mỗi lần đi vùng sâu vùng xa thì gặp những cái cảnh mà nó làm cho mình xúc cảm thì tôi làm. Hay là ở hành nghề y ấy, thì có những cái ca nó rất là khó. Nhưng khi chúng ta vượt qua được cái điều đấy thì nó có những cái niềm vui nó vỡ òa. Thì đấy là những cái cảm xúc để cho tôi ghi lại và tôi làm thơ. Vừa là thầy thuốc, vừa là nhà thơ, bác sĩ Trương Thị Mầu là bông hoa rừng ngát hương, người con ưu tú của bản làng, là gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Điều hạnh phúc nhất của bác sĩ Mầu là các con của bà cũng nối nghiệp mẹ, phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những cán bộ, người lao động trong ngành y, tiếp tục sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù tuổi đã cao,
nhưng còn sức, còn cống hiến, thầy thuốc ưu tú Trương Thị Mầu vẫn cần mẫn trên con đường mà đời mình đã chọn, tiếp tục đến với các bản làng, đến với nhân dân, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy, thầy thuốc như mẹ hiền. Nói rằng con thích nghề y, sợ con chưa hiểu được gì mà thôi, thanh cao thì hẳn đã rồi, buồn vui nước mắt nụ cười chan nhau. Có một nghề thật giản dị đơn sơ, nhưng tâm hồn mang tình yêu vĩ đại. Bờ lũ trắng như thiên thần sang mãi, thầy thuốc mẹ hiền sang trôi niềm tin. Có